này thì con chim nào ra đây phách mới chuyện con nó ra này ra lại lấy nho nhà tao. Thế này chúng nó chạy ngay đấy, nên bây giờ chị làm người dơm đứng đây này. Đấy, một chùm chị, một chùm ấy. Đấy nè. Đó, ui. Quả này to chưa? Pussy ơi. À, anh chào đó. Trồng được cái cây nho này nhá, cây nho móng dù móng cây này này, em nhìn xem một quả ngon như thế này mà nhớ chim nhớ bọn trẻ con á, nó ra nó ăn hết của nhà chị, nên chị phải làm người dơm đứng thế này thì có chim nào ra đây phải muốn trẻ con nó ra này ra lại lấy nho nhà tao. Thế này chúng nó chạy ngay đấy, nên bây giờ chị làm người dơm đứng đây này. Chị ơi ơi, em nhìn nho nhà chị này, nhìn chín chưa, chín hết rồi đấy. Đã được ăn nho này bao giờ chưa? Thế à, chú có biết đây là nho gì không? Đúng rồi, nho này nho ngón tay đấy, nho này á, ngon lắm. Ôi, chị nói thật là chị mỏi tay, hôm sáng rồi, có thế này đứng không? Mỏi hết cả tay luôn á. Mà chưa, hôm nay đứng đây á, không có đứa trẻ con nào mà ngồi đấy. Ngồi đây. Ôi mệt quá, ngồi đây. Ôi ngồi đây cho nó mát ra đây, ngồi đây, ngồi dưới chị ngọc. Ngồi đây, nó bảo ngồi đây. Sang nhà người ta chơi mà cứ như nhà mình ấy. Chị không thích thế, chị thích em ngồi đây đây. Sang nhà người ta chơi mà cứ như nhà mình ấy. Ui mệt quá, từ sáng rồi chị đứng là em buồn nhìn ở đây suốt cả buổi sáng. Chị ơi, em chưa bao giờ ăn ngón tay, chị là thường cho em ăn đi. Đấy nhà chị còn có mỗi hai chùm ấy thôi. Chị em mình ăn thử một chùm nữa. Cái gì em cho chị đi, hôm nay chị sẽ bọc chùm này cho em. Anh sẽ được ăn thử cho này luôn. Đó. Em nhìn thấy không? Đúng như chị nói chưa? Em thử xem. Wow. Đúng như ngón tay như này các bạn. Thấy không? Ngon lắm. Nho này nhà chị trồng á. Sạch lắm. Ăn thoải mái luôn. Ăn được. Em không biết được nho hôm trước cây này nó xài từ đây nên tận ngọn luôn. Một cái cây mà kín mít đen xì luôn. Đấy, chỉ qua có vài hôm thôi, chim chiếc của con nó đào quất hết luôn ấy. Thế chị phải ngồi chị trông đấy, nghe heo quá nè. Ở nhà chị trông rồi gì nè. Ăn thì ngon không? Yeah. Ngon được nho bình thường không? Ngon. Chín ngón tay của Thu luôn nè. Ồ. Đấy, úp hết luôn. Em một chùm, chị một chùm ấy. Nhìn nè. Đó, ui. Quả này to chưa? Ui, đây quả này cho Su luôn. Wow. Em ăn quả nào? À, em ăn quả bé à? Em ăn quả bọc. Nhìn đây. Ui, trời ơi, một chùm nho mà có một quả to, một quả bé tí luôn. Em bảo chào chị đi. Ôi, to mắt. Ủa, em nóng á. Vào chị bật điều hòa cho mắt. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.